nhận được không? Thôi thôi anh nói em nghe này, tại vì anh nói em nghe này, Thì em vẫn nghe đây ạ. từ ngày khi ở nó chỗ Surabaya, khi mà em bẻ keo đi Singapore là anh có Dạ. nói với Đăng á là Khôi anh, tại vì anh đi là cũng vì em phải không, Đúng. tiền à. Anh nhưng em có nói với anh là anh có muốn đi Singapore không ạ? Và anh có chấp nhận là có đi đúng không ạ? Thì đừng nói là vì em, anh cũng đi vì anh Rồi mà, ok anh rồi đi rồi ok Singapore rồi là anh anh đi gặp em ok đâu. anh Anh đi nói gặp anh đi fan rồi bọn ok em mà. anh Anh xem mang đồ kiểu ăn của fan bọn em gửi về cho bọn em rồi mà, nhưng bọn em đâu có ăn đâu. anh em nói bực bực là đi rồi anh nhận, Nãy và giờ anh cái không tin mà nhắn đó, không liên tin quan. nhắn mà anh hủy là ngày ngày mùng 2 tháng 4, tức là khi đó ở Singapore, và tin nhắn anh nhắn em là ngày mùng 2 tháng 4 phải không? Tại vì khi đó là anh có, khi mà anh nói với em á là Khôi khi mà mình đi Singapore á là cho anh mượn riêng 10 triệu để bản thân anh chi tiêu, tại vì anh không có tiền nữa phải Anh không? tin em nói này, 30 triệu mỗi người đóng 30, Từ từ em em đóng nghe hộ, là từ em nghe từ này để em là nói đã nào, anh có đang không? nói từ nãy giờ, bây giờ để em nói cái vấn đề 30 triệu, tại sao em không cho anh vay 10 triệu đúng không? Em nói thẳng này, 30 triệu mỗi người đóng vào để mua vé máy bay thì anh vé máy bay và lượt đi lượt về là bao nhiêu tiền? 20 Em triệu hỏi rưỡi anh là một lượt đi lượt về là bao nhiêu tiền? rồi Mỗi người em mất vừa bao nhiêu tiền? 30 triệu chia cho bốn thì nói mọi người tự tính ra từ từ thôi. từ em cho Thì em anh chỉ vẫn ăn đang 30 nợ thêm em 7 triệu còn gì. tức Em là không cho anh vay 10 triệu nhưng mà anh vẫn về Việt Nam anh vẫn nợ em 7 triệu, thì anh tự tính ra cái chỗ phần em có nên cho từ anh từ vay từ thêm hay không chứ. em hôm đó em nghe em nói này Chưa trả nợ trước đã là đòi trả nợ thêm rồi thì mà tao anh chết nói là đi biết tao Singapore thì đặt bảo là em ứng tiền á là em chỉ ăn 30 triệu này, xong rồi anh đặt vé liên tục, tức là hai vé là 20 triệu rưỡi phải không? Đây là khi chưa đi Singapore á, là ngay ở Surabaya em dẫn anh đi mua sắm thì em mua tất cả của em là em lấy thẻ của anh là 7 triệu 350 chịu đúng nhận rồi không? ạ, thẻ của anh nhưng vẫn là tiền của em trong bằng 30 triệu đấy ạ. Và anh Rồi vẫn vẫn và em chỉ cho anh mượn 10 triệu là anh một 30 triệu triệu nào đấy là không mỗi người này, bốn người góp thì có thể là 40 triệu, mọi người tự tính ra thôi. Và đáng ra cái tiền đấy nếu anh thiếu ý, thì anh phải nói thằng Tuấn Anh gọi Đạt, anh đi hết tiền cái chỗ này rồi này, đập vào cho anh này, bây giờ anh còn nợ em 7 triệu về Việt Nam mà, thì mất gì em tự nhiên em cho anh vay 10 triệu nữa. anh Nợ đã trước chuyển chưa em tụ trả lại còn đòi nợ mới thì em chịu. anh Em vì xem anh đã nào. chuyển tụ nha, em kiểm tra tin nhắn lại chứ nha, tại vì em đọc rất nhiều tin nhắn mà lại tin em chuyển em đọc à phải không? Cái gì Tiền ạ? anh chuyển chưa, Anh nhắn tiền rất anh chuyển, nhiều tin nhắn đây tiền xem anh chuyển nào. em chưa, tiền anh chuyển em chưa? Chuyện anh chuyển cho em rồi là chuyển ngày hôm qua anh ạ. Nhưng ngày hôm qua, từ ngày hôm qua em không có chửi anh ạ. Tại sao anh lại lên like anh chửi em ạ? Tại gì? Tại vì biết sao không? Em PK quốc tế, em PK nội địa, anh vẫn bật like như kiểu PK với AD kia kìa, thì em tức lên thì em bảo là mọi người như này như kia, nhìn như này như kia thôi, tại sao anh không đi với bọn em? Thì anh phải tự suy nghĩ là tại sao anh không đi với bọn em? Tại sao Singapore lại chia cho bốn người mà anh bị mất tiền thôi mà mọi người không bị mất tiền? Tại Rồi sao mọi người vẫn được em đi du nói lịch cho mà anh cũng đi rồi mà, mọi người đã được đi đâu thì mọi người vẫn được ưu tiên hơn, chúng nó là em mà. Còn em với anh ok là bạn anh nha, nhưng mà anh không phải là rồi bạn rồi của Tuấn Anh và Đạt nha. Em nói này, anh là ôi bạn của em, có thể là bạn của em này, wow nhưng anh không phải là bạn của Tuấn Anh và Đạt, nên đừng so sánh những cái đứa của em vào trong này. wow Và đừng có nhắc cái tên like của bọn em ở trên like. anh sai ôi anh sai, anh là một người đấy, anh là một người ra và chịu trách nhiệm mọi thứ, anh nhận mọi thứ từ Ủa anh ơi, nhưng mà anh là người dẫn tour thì cái việc đấy là đương nhiên rồi chứ cần gì phải nói nữa. Bây giờ anh đồng hành cùng chuyến đi anh mất bao nhiêu tiền ạ? À? Em hỏi anh đồng hành cùng chuyến đi này anh mất bao nhiêu tiền để chi phí cho anh đi nữa ạ? À? Hay là anh chỉ mua sắm cho bản thân anh mua quần áo anh nhận được bao nhiêu cái quần của Đạt ạ? À? Ở trên YouTube tập 2 một quần luôn đó, có những cái nhỏ nhặt nhất đó, anh vẫn tính ra là anh lo chi phí, anh chi phí nhỏ nhất mà ngày đầu. Và em Cao. nói em cắt lời này, em cái nư của em mệt lắm, em không cần nói, đau đầu em bị óc đau đầu lắm rồi. Em nói với anh một câu cuối nữa này, ở Singapore ấy ngày của anh đi đâu, tại sao em bỏ rơi bọn em, tại sao cái tiền 2 triệu 2 anh vẫn nợ em ở cái chỗ đấy, tại sao anh không check in ở khách sạn mới mà anh để bọn em ở khách sạn đấy, anh bỏ Rồi rơi bọn em. anh nói cho mà nghe. Cái vấn đề của anh á là cả bạn đi Indonesia, anh đã xong việc phải không? Cả Singapore á là kèo. Thế thì thôi anh đừng có nhắc cái vấn đề 30 triệu, hay là vấn đề em không thích cho anh mượn thì em không cho anh mượn thôi, thế thôi cho nhanh. Tự nhiên Ok, 7 đấy. triệu anh đang nợ em trong vòng Anh 30 triệu đấy, tự nhiên bây giờ anh lại muốn mượn em 10 triệu thôi, em không rảnh đâu mà cho anh mượn. anh chị xóa cái tin nhắn mà anh mượn em 30 triệu, tại vì anh nhắn hai tin liên tục phải không? Hai tin liên tục mà em không không trả lời. Làm sao mà em biết Vì được em rảnh rảnh đâu mà đọc tin nhắn của em, nó rồi tất nhiên là em không phải là như Đạt rồi. đó là anh chấp nhận là anh xóa cái tin nhắn.
tôi nhận 32, tôi nhận 13 triệu, 10 triệu trung lập. Đấy, ok chưa? Rồi, ở Singapore nha, không phải ở Indonesia nha. Rồi, vậy vấn đề thứ hai á là tại sao? Đấy, qua Singapore nha, là chị em đón, chị em dẫn đi ngày đầu, phải không? Đúng rồi ạ. Đúng rồi ạ. À, ngày thứ hai thì sao? Ngày thứ hai anh đi trước đúng không ạ? Anh có chấp nhận là từ anh đi trước không ạ? Từ từ. Nào Tuấn. Anh thức dậy, đấy, tại vì đón về á, đi ăn ở nhà hàng rất sang trọng, đấy. Anh không có một cái việc gì cả, anh quay cả bàn cùng để cho Tuấn quay. Ok chưa? Bạn sẽ nhận thấy không? Rồi, ăn á, thì cả bàn để cái camera ở ba bàn, chụp tôi chụp ba bàn, anh tức là vô hình luôn. Cả bàn không cần hỏi, không cần gì cả luôn. Ủa anh ơi, thì em đã nói với anh từ nãy giờ, em đã nói với anh là bạn của em, chưa chắc là bạn của những người bạn của em. Okay, anh nói hiểu, anh cũng vẫn không hiểu à? Okay, anh là rồi, anh của rồi, em, rồi. Có thể nha, nhưng anh không phải là anh của hai đứa này. Rồi, anh xin lỗi, anh nhầm tưởng, rồi ok, anh nhầm tưởng. Cái Indonesia anh đã làm tốt công việc chưa mà anh đòi chụp chung với bọn em vẫn chụp với anh mà anh vẫn quay này. Anh ơi, anh có đúng là anh có hứa, anh có nói, Đạt có nói thẳng với anh luôn là anh không được đăng hình của Đạt với video nữa. Anh cuối ngày kia chia tay anh vẫn đăng ấy thôi, anh đừng có bắt bẻ mấy cái vấn đề đấy. Còn cái vấn đề nữa, anh là người dẫn tour thì anh phải chịu trách nhiệm cái vấn đề lịch trình sắp xếp như nào. Tại vì anh nhận đi, anh có nhận với em một cái vấn đề nữa là anh nói là anh tự bỏ tiền ra để anh đi với mọi người không? Nhưng mà và anh bị mất tiền không? Thằng Đạt đã cảm thấy là như kiểu nếu anh hỗ trợ được bọn em thì thằng Đạt sẽ free cho anh cái chuyến đi đấy đúng không? Nhưng anh hỗ trợ được gì cho Đạt đúng không ạ? Nhưng không hỗ trợ được gì quá nhiều như bọn em mong muốn, nhưng vẫn free đúng không ạ? Và bây giờ anh đang nợ tiền gì của Đạt ạ? Và anh mất thời gian gì của Đạt ạ? Anh kiếm một ngày cả nghìn đô em chấp nhận luôn, nhưng mà 1.000 đô, ví dụ như 1.000, 2.000 đô, anh nhân 60 triệu tổng chuyến đi, anh tự chia cho 4 người là bao nhiêu tiền đúng không ạ? Có hơn cái số tiền của anh và mất thời gian không ạ? Và anh có cái lượng fame như bây giờ luôn ạ. Chứ đừng có nói là anh ít hay nhiều, chỉ còn fame á, với em là một hồi xưa em thề với anh luôn, em chơi TikTok á 3 tháng liền á, em lên có 180.000 follow thôi. Mà em khóc ròng cả nước mắt luôn á, em like quần quật không mắt xem, em vẫn like anh ạ. Chứ không phải may mắn như anh là như kiểu là idol triệu follow nhưng mà 1-2-3.000 mắt xem đâu. Anh mất công mất sức cái gì anh nói cho em, anh mất những cái gì ạ? Anh nói câu em nhảy vào, nói mày câu, mày câu vậy. Rồi buổi sáng anh thức dậy nha, buổi sáng thức dậy. Rồi anh hỏi Đạt, Đạt hôm nay lộ trình như thế nào? Cần nhắm gì đi không? Coi nha. Tập trung nào. Đoán gì không? Thì Đạt mới bảo là hôm nay chị của khối dẫn, phải không? Đúng anh rồi ạ. Anh ở nhà đi. Và ngày thứ ba anh có nói câu đấy nữa không ạ? Ngày thứ ba anh có nói câu đấy không? Và ngày thứ tư có nói câu đấy không? Ngày thứ năm anh có nói câu đấy không ạ? Anh có nhắn tin nha, anh có nhắn tin cho Đạt nha. Để anh nhắn tin cho Đạt nhưng không nhắn tin cho em anh ạ. Thế anh đừng có đòi nghĩa vụ của em là phải nhắn tin cho anh. Tại vì anh không làm tốt cái chuyến đi Indonesia. Và bọn em đã thất vọng với anh rồi, em nói thẳng là thất vọng. Vì cái việc mà anh đăng ảnh các kiểu rồi đúng không? Và em đã tụt mút rồi, đúng với anh rồi đúng không ạ? Và ngay cả việc em nói thẳng với anh luôn một cái vấn đề này, đi sang cửa hải quan, thằng Đạt đi trước, em đi là người thứ hai. Và anh giúp gì cho em cái vấn đề đi hải quan sang Singapore ạ? Thì từ cái Singapore đó em đâu có nhớ anh cái gì nữa đâu. Ôi. Từ cái việc mà test Covid của anh thôi. Ôi, vì sao khi ở bên chỗ Indonesia, em không nói anh Tin ơi xong việc rồi, anh về đi. Ủa anh? Ok, đây nào, đây nè. Ủa anh cũng muốn anh đi luôn á. Thế bây giờ wow, anh đang đồng hành cùng với bọn em trong vòng chuyến đi đấy và quá mất một ngày đi về, vé máy bay về từ đi về là bao nhiêu tiền đúng anh, không ạ? Bê, em hỏi anh và đấy, em nói với anh này, những cái chuyện nhỏ nhặt anh đã mất thì em nói em với anh luôn này. Thôi. Cái tiền của anh bỏ ra đi Indonesia em không biết như nào nhưng mà anh tip cho nhân viên hơi bị nhiều và không hề hỏi ý kiến bọn em là hơi bị nhiều đấy anh. Và anh dẫn tour em nói với mọi người nghe này, 5 ngày đến 4 ngày ở một chỗ ăn đúng một cái quán hàng trong vòng 4 ngày thì mọi người tự tính có thử coi là dẫn tour như nào cho trọn vẹn không? Đền các bạn đền thật á, bây giờ các bạn bè kêu đó hả? Ai là người không, ăn quán đó? Em không hề có bè luôn á, anh từng nói từng tí một thì em nói ra cho anh hiểu thôi. Chứ bọn em đã em có phải là thằng khờ đâu, bọn em mất tiền, bọn em kiếm tiền để cho anh đi mà. Đạt ơi. Ôi trời. Nhà đúng là nhưng đấy có phải Đạt là người tối quá. Tối rồi, đợi anh. Thôi. Mệt lắm. Anh có hiểu từ hỗ trợ gì không? Rồi anh hỗ trợ được gì không? Anh ở đây hỗ trợ em. À, và em cần anh lấy ổ cho em. Anh không lấy thì em đói rồi. Thôi không ăn nổi đâu, ăn nổi mắc ra. Mày ăn cơm cho Tuấn. Anh còn muốn gì nói với em nữa không ạ? Còn cái việc mà sao kê của anh ý thì em nghĩ nên anh nên sao kê rõ ràng trực tiếp nhất cho với Đạt cái việc mà chuyến Indonesia. Còn em nghĩ là em với anh đã hết xong hết việc rồi. Bây giờ em cũng không đáng ra cái cáp này em nên ghi là mất một người anh ạ.
Dạ vâng ạ. Bây giờ em xin anh, bây giờ em xin anh không có anh em những thằng đàn bà như em, thật sự. Anh dạ vâng ạ, à, em xin lỗi, em nói thẳng ở trên live luôn, em là BD luôn ạ, à, được chưa? Vừa lòng anh chưa mà anh có chấp cái thằng BD thì anh tự mà biết được. Anh đang đi tiền Indonesia bằng cái tiền của thằng BD luôn đấy anh ạ. Được chưa ạ? Bye bye anh. Rồi. Anh có muốn nói nữa không? Rồi, chuyện tiêu bạc nha. Đừng nhắc tên em nha, đừng nhắc tên em nha. Nó tắt tên mày rồi. Em biết rồi. Nhưng mà em nói với anh này, em chưa nhắc anh thì anh đừng nhắc tên em. Thứ nhất anh đừng nhắc tên em và những cái chuyện anh làm ấy bọn em chẳng hài lòng một tí gì cả. Để em ít tuổi nè, em không nói. Chứ để em nói. Nói thẳng trước mặt anh luôn này, anh làm huấn luyện viên du lịch ở Đà Lạt, ở Nghìn Đà Lạt, em chấp nhận 5 sao nhưng mà cái đến Indonesia em cho anh 3 sao. 3 sao là cây sao, 1 sao tình nghĩa rồi đấy, còn 2 sao thôi anh ạ. 2 sao là em ủng hộ mỗi người 1 sao. Ờ, ba anh em thì mỗi người 1 sao, còn 2 sao đấy tự mọi người phán xét thôi. Và em hy vọng là anh sẽ sao kê đầy đủ rõ ràng tất cả mọi rồi, thứ. Rồi ok, chuyện tiêu bạc này. Ờ, anh nói chuyện tiêu bạc cho mà nghe. Sao kê chiếu hơi anh nhận tư Đạt 120 triệu. Anh, cái vấn đề đấy á, là anh làm việc với Đạt. Còn bây giờ mình đã xong thì vấn đề là nhà mình không có chơi với nhau nữa rồi. Thôi bây giờ mình bye bye nhau đi nhá. Anh bye bye em một phát đi. Từ. Nói bye bye anh đừng nói chuyện với thằng đàn bà như em nữa. Em mệt lắm, BD, mệt ông em mệt. Còn rất nhiều chuyện em ơi, còn rất nhiều chuyện luôn. Thế từ 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 ạ. Thế lại từ từ anh chịu khó một tí, nhân vật chính xuất hiện ạ. Anh là nhân vật phụ trong cuộc đời Đạt Villa. Anh vô để hỗ trợ thôi đấy. Anh tập trung vào tất cả mọi thời gian của mình đi làm. Cho xong đi không đến lúc làm. Không không. Đạt là em đừng ngồi đâu. Đạt nói chuyện anh. Không, em ngồi đây em uống chai nước. Không, em bắt đổi, em bắt đổi, anh xuống đấy ổi, em chưa đủ đẳng cấp. À đến nhiều không? Em chưa đủ đẳng cấp. Em vừa ngồi đã bị đuổi chứ anh. Thì em không đủ đẳng cấp. À, cái gì đấy? Được phải giữ. Đi là không đẳng cấp mà chơi với live với anh ý. Bây giờ như này, im đi nào tất cả mọi người, im để em nói chuyện tí. Thì bây giờ ấy, cái việc đầu tiên em hỏi anh là em đã lên live stream để réo tên anh lên và nói bất kỳ về vấn đề gì chưa? Em chưa. Nhưng thế sao, lý do gì anh réo tên em lên làm gì? Rồi, nhưng ok em, rồi như vậy này. Rồi, vấn đề thứ hai này, từ từ nhá, từ từ. Vấn đề thứ hai này. Khi ở bên Indo, em dám nói tất cả những gì em đã nói với anh. Em nói là khi anh hỏi em, khi đi mua những cái nhỏ nhỏ ấy, anh hỏi em ấy thì có cần phải build không? Em nói thẳng luôn, các cái nhỏ này không cần phải build. Bởi vì em sang đây để gặp Vi và em muốn Vi vui. Những cái này với em không tính phải build. Nhưng các cái vấn đề vé rồi các thứ em đã book anh vào các em, để em nói xong em sẽ ngồi nghe anh nói. Em nói xong em sẽ ngồi để nghe anh nói. Và tất cả các cái nhóm em cũng nói với anh, có đúng là em nói với anh là cái chuyến đi này chị Phương, bé Nhi, bé Mèo và tất cả mọi người hỗ trợ em rất là nhiều. Em tôn trọng mọi người. Và các chị muốn là anh rạch ròi về vấn đề đó, về vấn đề tiền long và công việc, đúng không ạ? Em đã tạo hẳn một cái book chat để cho anh nói chuyện mọi người, bởi vì em rất là nhiều việc và em muốn ở cạnh Vi và tạo niềm vui cho Vi, nên em không quan tâm đến những cái việc tiền, còn hết tiền bao nhiêu, thiếu tiền bao nhiêu. Anh có đúng là khi anh bảo hết tiền rồi em ơi, em lập tức đi rút tiền không? Đúng không anh Tin? Đúng, chính xác. Đúng. Và số lần rút tiền thì là bao nhiêu thì tất cả mọi người đều biết. Và rồi, cái để em nói chưa xong, vì sao, lý do gì khi chị Phương chửi em rất là nhiều và em đã nói với chị Phương là chị Phương ơi, các em ơi, anh chị ơi, thôi chuyến đi này em muốn để cho Vi và em có một chuyến đi đẹp nhất, vui vẻ nhất có thể. Bởi vì đây là em sang để gặp Vi và em cũng nói với anh và tất cả mọi người như vậy, chứ không phải em sang để làm cái gì hết. Kể cả 100 triệu một người, 200 triệu một người em vẫn có thể lo được, bởi vì các chị của em hỗ trợ em rất là nhiều. Đúng không ạ? Có đúng em nói như thế không? Và tiếp tục này. Em nói khi nào? Em nói là anh phải rạch ròi build được mọi thứ khi nào? Anh này. Trong khi anh, này. Anh ơi, để em nói. Anh mà nói như thế thì em nói này. Khi mua cái đồ nhỏ nhỏ, anh hỏi nó các cái này có cần view không? À build không? Em không. Bảo, mấy cái đồ này cần thì build. Thì em muốn nói thoải mái. Rồi, em nói. Ui, em quá. Em ai lâu lượng mà. Em để anh nói cái câu này nè.
Vậy anh nói đi. Em không phải idol. Đừng bao giờ anh ơi, anh sai lầm khi gọi em là idol rồi, bởi vì tất cả mọi idol. Người đến với em là tình cảm chứ không phải ai một idol. Em chẳng okay. có biệt tài gì. Anh sai rồi. Rồi từ từ. Hảo. Bỏ liếng tiền bạc rồi cứ đi, ok với anh. Chuyện sạc không? Không gì cả. Trong cái đó không có bàn bạc gì đến chuyện tiền bạc và biểu tiền từ, phải không? Bà Thảo đâu rồi? Gì đấy? Đi đây. Chị Thảo đó. Chị có nói anh ý, chị có nói với anh ý là phải để bill không? Chị là quản lý mà đúng không? Chị có nói với anh ý là phải để lại bill. Thảo, có sẵn bạn là em không có nói vấn đề gì bill chứng từ mọi thứ được đi không? Chị có nói không? Không. Không nói là rồi. Phải để lại bill. Không. Ok. Không nha, rồi chị bảo không phải để lại view đúng không? Chị chả nói gì cả, chị chỉ bảo là rồi, okay, bây giờ để cho chị Thảo nói đã. Em nhờ anh dẫn các em của em đi, tại vì là anh cũng biết tiếng, anh cũng có kinh nghiệm đi rồi và bây giờ em không đi nữa thì là anh hỗ trợ, anh biết quay chụp, em thì không biết quay chụp nên là anh đi, anh dẫn mấy đứa đi. Rồi, ok, rồi. Vậy thôi. Rồi, ok. Rồi, trong cả nhóm của em có ai nói về anh đi? Là anh cần phải biểu chứng từ hóa đơn không? Có chứ. Anh nói cái nhóm anh thoát ra rồi. Khi các chị nói quá nhiều. Các bạn để em nói này, khi các có hay không? Tại vì các bạn tốt xuất anh quá nhiều cái lúc đó, trong khi anh đang làm việc rất là mệt mỏi ở Indonesia, các bạn gọi điện anh lúc nửa đêm, anh thoát ra. Tại vì anh bị kiểm soát mọi thứ trong chuyện đi. Nên anh thoát ra, phải không? Anh ơi, em hỏi này. Vì sao anh bị kiểm soát anh biết không? Mà em cũng đã nói với anh rồi. Chuyến đi này, em là người nước ngoài đến, em là khách du lịch và cũng có người yêu quý em, có người ghét em, nên em không muốn lộ thông tin chuyến đi. Đúng không ạ? Có đúng em nói thế không? Em mới xác nhận về bài ba kia có thể có. Thôi bây giờ như này này. Thôi bây giờ như này nhá. Chốt lại một câu như này. 400 triệu ngày mai em sao kê? Đâu ra? Mày cứ đưa từ. Bà rất là mất thời gian. Em Đạt, em từ tiền bạc từ anh nói sao cả đấy, trả nhân trước cái nào? Ở sân bay ở Sài Gòn nha. Tại vì ở sân bay ở Sài Gòn khi đang ngồi đợi anh mới hỏi Đạt tất cả chuyến đi có cần biểu chứng từ hóa đơn mọi thứ không? Em là người nói anh người tắm rửa em còn lo được. Anh cứ vui vẻ cho mọi người vui vẻ đi, không cần lo gì cả, anh cứ lo chuyện đi. Trời ơi. Đó, đừng có phụ nhân. Trời. Ok, em cứ ôm mặt đau khổ đi cho phải người ta nó. Anh ơi, Eleven nhá, còn có bill thì tại sao thằng Đạt nó mất mà cả 100 triệu cho chuyến đi không bill? Trăm triệu anh bị rửa hơi. Cả 100 triệu cho chuyến đi và Tuấn Anh phải share tiền ở trong cái chỗ đấy và em còn nói với anh, em vẫn phải chi phí hỏi thằng Đạt cứ nhai em một câu hoài. 208 triệu của em đâu, anh mạnh tiếng khôi là anh tự hiểu cái việc em có nhắn tin cho anh vấn đề em phải với Đạt đấy, anh trả nhầm với Đạt có không rồi ạ? Ở sân bay ở Sài Gòn tắt tiền rồi, em ước em trả nhầm có không đi. Anh không nghe gì cả, từ mất tiếng rồi, mất tiếng rồi. Ok, rồi, okay bắt đầu để em nói một câu duy nhất thôi, em chỉ nói một câu duy nhất này. Nếu riêng thì em gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh các chị và các bạn đã hỗ trợ em trong chuyến đi này. Lời đầu tiên em xin lỗi mọi người và lời thứ hai em xin lỗi anh Tin, được chưa? Là ấy. Thôi coi như là chuyến đi này đã tốt đẹp, em cảm ơn anh. Và anh thiếu bao nhiêu thì anh trả tiền cho bọn em. Khoan em không cần tiền. Khoan được. Mày có tiền ông nợ tiền mất thời gian không cái tiền nợ thì mày. Khoan. Còn để em nói anh Tin này. Còn anh yên tâm đi, 400 triệu hay là gần 400 triệu đấy anh yên tâm, em sẽ có. Còn em không cần tiền, tầm này không cần thôi, tiền nữa rồi. Ngày mai em sẽ ra ngân hàng để sao kê cho anh. Bởi vì em làm bất kỳ một cái gì ấy, chưa bao giờ để ai chê trách em một cái gì. Nhưng đến ngày hôm nay em không nói, em chưa bao giờ lại mua quân mà hãy mày. Anh ơi, chẳng mà lại tiền đâu ra mà bỏ cái túi em đây. Đưa cái túi của em đây nhé. Em xin lỗi anh, em 4 thẻ rồi. Từ em gọi đó anh nói chuyện đi. Xin lỗi anh, em có 4 cái thẻ. Bao nhiêu tiền? Em sẽ nhận đi, bao nhiêu tiền chủ danh? 120 triệu phải không? Một lần 100 triệu, lần 20 triệu phải không?
Anh ơi, à, anh ơi, em xin lỗi anh này. Alo. Alo. Bây giờ không yêu cầu, không yêu cầu thì làm tour du lịch, anh làm bao nhiêu tour rồi? Alo. Phải biết mà sao cái khúc này cuối này chứ trời. Đây anh bật loa đây, đây loa đây. Trời ơi, những cái loa đây. Quá đáng sợ. Ờ, nghe nói đi. Anh ơi từ từ nhá để cho anh có người muốn nói. Anh Tin ơi, anh Tin cho em hỏi trong cái nhóm hỗ trợ đi Indo, tụi em coi ship anh ở chỗ nào, tụi em luyện cho anh lúc nữa, đi nhà lúc nào, anh chụp lại dùm em cái báo, còn không thì em sẽ show đi nhắn lên cho mọi người xem. Em coi ship anh ở chỗ nào. Em coi đạt, em coi đạt, bắt đạt, bắt đạt, bắt đạt, bắt đạt. Có đúng là khi đi Indo mà em có nói chuyện ngay là không được quay chụp ảnh, cái chính chị Phương cũng nói đúng không? Thật sự em không muốn cãi nhau, em không rất ghét cãi nhau, mệt lắm. Thôi còn yên tâm, em đã nói ra là em sẽ làm, anh yên tâm đi. Rồi em không muốn cãi nhau, mệt rất là thời gian. Không tấn đâu, tấn của ta. Mọi người cho em xin một follow nha, em xin một follow nha mọi người. Đây đây, em quý yêu quý mọi người. Đây cảm ơn em. Em anh lại gặp bạn đúng không? Anh lại gặp bạn đúng không? Rồi, rồi. Cảm ơn các bạn. Em cũng ngồi, em ngồi. Từ từ anh ơi, từ từ đã. Anh không muốn ngồi nói chuyện với em. Rồi, đừng nhắc tên em, ok? À, đừng nhắc tên em. Không có xuống em. Đừng nhắc tên em, im mồm. Đừng nhắc tên em. Nhớ chưa? Đừng nhắc tên em khi không muốn nói chuyện với em. Và thứ nhất em cho em chỉ hỏi một câu cuối cùng của cuộc đời này, nó thôi này, làm bây giờ thôi này. Thật sự em quá mệt mỏi rồi, bây giờ mọi người phải đi ngủ. Toàn là thôi, mắt xem toàn là cấp 1, cấp 2. Thì em nói với anh một câu này. Anh dẫn tour bao nhiêu tour rồi ạ? Và tour du lịch bao nhiêu ạ? Người ta nói không đi nữa thì cuối ngày anh phải có trách nhiệm, phải sao kê. Ít nhất là Đạt không cần, nhưng quản lý của Đạt cần. Và khi xét duyệt anh đi in Bali ấy, thì có chị Phương, anh out ra khỏi cái nhóm đấy. Và anh tự cảm thấy cái việc ấy là đúng hay sai, và anh còn nên sao kê không thôi. Em... tự mọi người nhìn thấy này, bay mắt xem là trung bình thôi. Và em nói một câu nữa, rồi, anh tuyệt đối không được tô xích. Anh thử em, ok em chấp nhận. Nhưng đừng có nhắc em một lần nữa nha. Đừng, tuyệt đối không nhắc anh ba một lần nữa. Và tuyệt đối không được tô xích fan. Fan của TikTok. Thế thôi, bye bye anh, chúc anh một buổi tối vẻ tràn đầy phúc và ấm áp lòng người. Bye bye. Nhưng anh. Mà đợi anh. Mọi người nhớ follow nha.